Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình sẽ so sánh anh chị xem hai cái dòng, hai cái thương hiệu khác nhau ha, nhưng mà mẫu mã nó giống nhau, đến từ thương hiệu Unica và thương hiệu Top. Đều là một cái máy bắt vít 60mm, và cái bề mặt bên ngoài máy thì rất giống nhau ha. Đầu tiên thì như con Unica đây, chi tiết rất là đẹp ha. Phần thân vỏ thì được in dập nổi này, logo này, mẹ sản phẩm này, ID8H này ha, đầu bằng vít 6 ly lục giác. Đi theo máy thì được tặng kèm mũi lục giác luôn nha, đường vít, công tắc bóp, lửa thoát hơi, tem cảnh báo đầy đủ cho chúng ta ha. Phía dưới thì con này nó sẽ có điều chỉnh được tốc độ này và đảo chiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái bộ phận của phần máy top ha. Máy top thì mẹ sản phẩm thì nó không in trên này, mẹ sản phẩm của em này là 8H. Bên cạnh đó thì logo thì được khắc ở trên này ha. Hai con máy đều xuất xứ tại một nhà xưởng là bên Taiwan. Rồi tiếp tục, đầu cũng gắn lục giác này. Nói chung là mẫu mã hai này giống nhau hoàn toàn, không khác gì hết. Có đảo chiều này, đảo chiều này, cái cấp độ này ha, không khác gì hết, khác thương hiệu thôi. Về giá thành thì so với giá thành thì Unica thì nó sẽ rẻ hơn, không tốt, nhưng mà cái chất lượng thì nó cũng xem với nhau nha anh chị nha. Dòng Unica thì mình thấy thì nó chắc chắn và ốc vít nó tốt hơn nha. Đây, có thể nhìn hai con ốc trên đây, ốc lục giác thì con này nó nhỏ hơn và nó không được sâu, thì dòng này thì nó sâu hơn anh chị ha. Đó, những chi tiết thì dòng Unica thì làm chi tiết hơn, có logo và thương hiệu và mã sản phẩm ở trên phần thân máy luôn. Rồi, mình vừa review giới thiệu sơ cho anh chị và các bạn hai cái dòng máy vít 60mm đến từ thương hiệu Unica và Top. Nếu anh chị và các bạn có quan tâm hay muốn biết thêm chi tiết về dòng sản phẩm thì hãy liên hệ số điện thoại chỉ cần đường link website dưới phần video ha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau.